Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện Không đời nào ma cà rồng làm gì có thật, tập 39. Ai kêu cậu chùn bước hả? Làm những gì cậu muốn đi, tôi không sợ đâu. Mình thật sự không biết. Nếu như cậu ấy thật sự thích Đông Ha, hoặc cậu ấy chỉ đang ăn thua. Bởi vì hình mẫu của Seon Jae luôn là người có phong cách lịch lãm lớn tuổi hơn cậu ấy. Hít. Đương nhiên, cậu ấy không bao giờ quan tâm đến giới tính của họ. Về phần nhân cách, cô đang nhìn cái gì hả? Cút đi cho khuất mắt tôi. Cút đi á. Người yêu cũ của cậu ấy giống nhau đáng ngạc nhiên. Ha ha. Nhưng Đông Ha hoàn toàn khác. Hả? Cảm giác như có ai đó nhìn mình. Á? Cậu làm tôi sợ đấy, Đông Ha. Cậu không hề tạo tiếng động nào. Ha ha. Nhưng tôi đã gọi cậu mà, 3 lần lận. À xin lỗi, tâm trí tôi có một chút phiền muộn. Seon Jae, cậu đã cãi vã với Seon Jae sao? Ừ, nhưng nó không có gì đâu. In Ho và Gim Min cũng cãi nhau mọi lúc, cậu biết mà. Chúng tôi là bạn bè nên đôi khi cũng cãi nhau. Thình thịch, thình thịch. Trên hết, đây là lỗi của tôi. Nhưng tôi là người kêu cậu uống máu của tôi. Tôi kêu cậu uống nó nên đó là lỗi của tôi. Sao mặt cậu đỏ dữ vậy? Cậu bị bệnh sao? Cậu bị cảm rồi sao? Mình làm gì đây? Ít nhất hãy vờ thích chúng tôi đều nhau. Mình không thể. Tại sao cậu lại khóc, Đông Ha? Chỉ là tôi thấy có lỗi. Tôi thấy có lỗi với Seon Jae. Đông Ha, cậu không làm gì sai cả. Seon Jae và tôi đều thích cậu, chỉ như vậy thôi. Bởi vì chúng tôi rất thích cậu nên đừng khóc. Cậu không nên khóc bởi vì chúng tôi. Cậu quá tốt bụng. Được rồi. Juwon. Vậy tôi có thể. Cái gì? Tôi có thể ngủ trong đó đêm nay không?